Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Gấm sẽ làm một clip bí mật, chia sẻ một cái bí mật mà chăm sóc sức khỏe hệ sinh sản của chị em phụ nữ cùng với con cái của mình. Con gái của mình các chị em nhé. Bởi vì Gấm cũng có con gái. Và hơn nữa là gì ạ? Trước giờ thì Gấm đều chia sẻ về cái vấn đề là cách chăm sóc sức khỏe vùng kín của các mẹ thôi, và chưa chia sẻ về vấn đề là chăm sóc sức khỏe vùng kín của con gái mình. Thế vậy thì hôm nay Gấm sẽ làm clip này bởi vì hiện nay là có nhiều các chị em phụ nữ lên trên các trang nhóm mà có hỏi về vấn đề là xử lý các vấn đề phụ khoa của mẹ ra làm sao, nhưng mà cũng không thiếu những cái câu hỏi mà con gái của mình còn bé mà vấn đề bây giờ là đã có những cái mùi hôi khó chịu ngứa ngáy ở vùng kín thì rửa cái dung dịch vệ sinh cũng không khỏi được. Một ngày thay 2-3 lần quần chip mà cũng không ăn thua, có trường hợp nặng như vậy các chị em nhé. Vậy thì hôm nay Gấm sẽ chia sẻ một cái bí quyết mà mẹ nào cũng có thể áp dụng được, mà nó rất an toàn và lành tính cho con gái của mình các chị em nhé. Đó là gì ạ? Cách mà mẹ và bé đều dùng được thảo mộc quả cầu vũ miệng của Nga này. Các chị em nghe thì có cần thấy chưa hiểu đúng không ạ? Bởi vì cái viên này là chúng ta cũng biết rằng là nó là của Nga, nó là thảo mộc và đặt trong vùng kín của chúng ta. Và Gấm luôn luôn nói rằng là chị em phụ nữ chúng ta có quan hệ vợ chồng thì mới đặt được. Thế vậy thì các bé gái chưa có cái vấn đề đấy thì xử lý như thế nào? Gấm sẽ cắt cái viên thảo mộc của cầu vũ miệng Nga ra cho các chị em xem các chị em nhé. Các chị em lưu ý này, một hộp còn nguyên đai nguyên kiện thì như này nhá. Đây là Gấm phôi hộp mới cho chúng ta hình dung cho dễ này. Hộp mới nó vẫn còn tem mác nhé, ai biết tiếng Nga thì sẽ dịch ra gì ạ? À? Quả cầu cung điện đó. Và ở dưới đây là 100, cái tem là 100% là thảo mộc đây nhá, chúng ta có nhìn thấy không ạ? Đó. Và bây giờ Gấm sẽ cắt hộp mới ra cho chúng ta xem. Đó, khi bóc ra thì như này nhá chúng ta nhá. Cắt bóc ra thì nó sẽ vỡ tem và nó gì ạ? À? À, băng dính sẽ được bỏ ra. Và cái hộp mới của Gấm như thế nào? Chặt lắm, nó bằng thiếc. Đây nha chúng ta nhé, một hộp gồm có 6 viên và bây giờ Gấm cắt ra, Gấm khui ra thì chúng ta nhìn. Khi mở ra thì chúng ta phải đồng thời chúng ta phải nhìn ra là cái gì đấy ạ, cái tem của nó bên trong như thế này. Khi mà mở tem ra như thế thì chúng ta phải biết được là gì ạ, hộp còn nguyên đai nguyên kiện và chúng ta quan sát là 3 viên đằng trước và 3 viên đằng sau. Nếu như những chị em phụ nữ chúng ta đặt thì đơn giản rồi, chúng ta cứ đặt một viên thôi. Đặt vào ngập sâu một ngón tay trỏ cho Gấm nhé, ngập sâu ngón tay trỏ cho âm đạo. Sau mấy ngày nó rơi ra kệ đó, những chị em là rơi ra nhanh rơi ra chậm tùy thuộc vào lượng bẩn, lượng độc tố trong cơ thể của các chị em. Và khi đặt những cái viên đầu tiên trong hộp đầu tiên, nó sẽ công bệnh cho chúng ta ngứa rát nóng sưng, tất cả những hiện tượng đều là những hiện tượng tốt. Gấm xin chúc mừng các chị em. Vậy thì gì ạ, đấy là cách đặt của người mẹ. Thế còn của em bé thì sao? Có những em bé thì sao? Có mùi khó chịu, có ngứa, thậm chí rất là dung dịch vệ sinh rồi không ăn thua. Thì Gấm sẽ hướng dẫn các chị em nhé. Các chị em hãy cắt cái này ra này. Mỗi một viên có ngày tháng năm sản xuất và hạn sử dụng đây. Gấm sẽ cắt này. Trước khi Gấm làm clip này là Gấm đã vệ sinh tay rất là sạch sẽ rồi. Chúng ta nhìn cho Gấm là cái viên này này, nó rất là thơm. Thì các mẹ hãy làm như sau. Các mẹ lấy một cái hũ gì rất là nhỏ sạch bằng thủy tinh thì càng tốt. Chúng ta cạo 1/3 cái viên này xung quanh nhé. Cạo 1/3 cái viên này xung quanh viên thảo mộc. Sau đó chúng ta mua một cái tuýp thuốc mắt mỡ ở hiệu thuốc về. Chúng ta hãy dùng nửa cái tuýp đó chúng ta bóp ra và trộn đều cái thảo mộc chúng ta vừa cạo này ra này. 1/3 viên thôi các mẹ nhé. Chúng ta hãy cạo ra và sau đó chúng ta trộn với nửa tuýp thuốc mắt mỡ. Và chúng ta gì ạ? Bôi bên ngoài vùng kín cho con. Chúng ta bôi ít thôi và chúng ta để như vậy, chúng ta cất ở trong tủ lạnh ngăn mát và chúng ta bảo quản sạch sẽ. Và thi thoảng chúng ta có thể dùng cho con được. Đó, để bôi ngoài da các chị em nhớ rất tốt. Nó sẽ gì? Nó sẽ đùm bẩn của các con da. Và các con sẽ bôi vài lần các con sẽ hết ngứa và không còn mùi hôi nữa các mẹ nhá. Thế thì còn cái viên còn lại này thì chúng ta như thế nào? Mẹ đặt luôn. Đó, mẹ đặt luôn, chúng ta đừng để tủ lạnh và đừng để ngoài không khí quá lâu thì nó sẽ không tốt các chị em nhé. Đây là cái gì ạ? Cái bí mật mà cái viên thảo mộc của cầu niệu Nga này đặt được cho hai mẹ con. À quên, xin lỗi, dùng được cho hai mẹ con. Đó, mẹ thì dùng làm sao ạ? Phòng chống bệnh ung thư phụ khoa, phòng chống viêm nhiễm phụ khoa. Hay những mẹ nào mà đã bị viêm nhiễm phụ khoa rồi thì chúng ta đặt cho nó dứt điểm. Và làm sao ạ? Nó có làm se khít, làm hồng, làm nước non giả rào nữa. Còn con gái của chúng ta thì chúng ta hãy cạo như thế nhá. Nhớ là cạo xung quanh cái viên này 1/3 thôi.
chúng ta hãy vệ sinh cái đồ dụng cụ chúng ta thật là sạch và cạo 1/3, sau đó chúng ta bóp nửa lít bóp mỡ ra và chúng ta trộn đều vào đó. Sau đó chúng ta bôi một chút vào vùng kín của con gái chúng ta và sau đó là cất cái dung dịch cất cái hỗn hợp đi các chị em nhé, cất trong tủ lạnh để bảo quản, sau này thỉnh thoảng chúng ta có thể bỏ ra dùng cho con được đó. Rất tốt, rất vi diệu luôn mà nhiều người không biết đó. Cho nên là chúc tất cả các mẹ hãy chăm sóc con gái mình, nếu như gặp phải vấn đề ngứa hôi ở vùng kín thì hãy dùng cái thảo mộc này các chị em nhé. Nhiều các mẹ có sản phẩm trong nhà nhưng chưa biết cách sử dụng đâu. Hôm nay Cấm làm clip này Cấm chia sẻ cho các chị em như vậy các chị em nhé.